cưa được cô này. Vợ em cưa, là vợ em cưa em. Cưa. Hồi đó ở bên cạnh là em cũng để ý là thấy chăm học lắm. Thế sáng nào cũng 5 giờ sáng trong đèn lên để học ấy. Em thấy học bách khoa mà học cũng giỏi thì bạn nó mới đỗ bách khoa, em cua cái lấy vợ. Học năm thứ 3 ra là hốt luôn. Không, không học năm đầu tiên, nghĩa thi 3 năm mới đỗ bách khoa. Sao chọn ra học trường đời luôn. Lúc yêu nhau có gì thuận lợi không hay là khó khăn? Quen nhau tháng rưỡi thì biết là cô ấy dính bầu. Cái thời gian đó là khó khăn nhất bởi vì là hai gia đình ngăn cản. Nói chung là chống chế vậy thôi. Rồi mới gạ em là thôi bây giờ em bỏ con đi. Anh học xong thì anh cưới em về rồi bọn mình làm đứa khác. Em mới thấy sở khanh quá, em nghĩ không, con mình nuôi mà mắc mớ gì, không yêu thôi. Cô ấy quyết tâm lắm. Em cũng quyết tâm, thế à, em bảo là không thể ra đi một cách dễ dàng và đơn giản như vậy chứ. Rồi em mới tính là em nhắn cho ông cái tin, sau em lên cầu để cái xe ở đấy. Nghi minh. Sao tính đi nó khác xấu mà cho lão này hối hận cả đời luôn. Em đi, em bỏ xe lên cầu, em đi cuối cầu, em tiếc cái xe quá. Rồi. Xe sợ người ta dắt đi đúng không? Rồi, em chạy lại, quay qua xe em còn. Em bảo, thôi, về nói ba mặt một lời xong rồi bỏ đi cũng được, mắc mớ thì bỏ xe. Em về nhà thì em mở cái cửa ra, em nhìn thấy một vũng máu. Lúc đấy thì em biết là vợ em không tự tử đâu, vì bản tính cô ấy em cũng hiểu. Em, đấy là em dọa anh đúng không? Anh dọa cả. Em mua có 5.000 tiết lợn thôi mà không có nhiều ấy. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì đâu mà hai vợ chồng đấu trí nhau. Vợ quýt dây đó, vợ quýt dây có móng tay nhọn đó. Rồi. Em mua xong là em giải từ giữa nhà ra đến chỗ nhà vệ sinh, hồng hết em đổ hết vào đấy. Xong là em còn lấy tăm em chấm chấm lên xong viết chữ là hai mẹ con em sống sống khỏe nhé, kiểu thế. Như là mình cắt tay rồi ấy. Xong là em còn thừa em đổ hết vào trong nhà vệ sinh đấy. Xong là em đi chơi điện tử. Trời ơi. Em mở cửa về nhìn thấy máu em tái xanh mặt. Sợ em đi vào nhà vệ sinh ấy. Nhưng mà bị bại lộ. Chị biết bại lộ sao? Vì em nhìn thấy có tại sao lại có cả mỡ ở đây. Em mới bảo là thôi em biết cả rồi, đi về nhà đi. Cái hai đứa ôm nhau khóc tu. Vậy bảo là thôi anh bảo lưu học để hai đứa cưới nhau rồi về ở với nhau. Nhưng mà lúc đó sợ lắm, không dám nói với bố mẹ đâu. Chỉ là cứ ở với nhau vậy thôi. Về sau chồng em mới về quê ăn trộm sổ hộ khẩu của mẹ. Thì bọn em đi đăng ký. Cặp này nó nhiều chuyện. Xong là ăn trộm sổ hộ khẩu của mẹ xong đi đăng ký kết hôn. Thì bà cũng giận, bà không chu cấp gì hết. Thế là bọn em phải tự thân vận động. Lúc đầu thời gian cũng khó khăn lắm. Nói chung là em công việc không ổn định. Mà chồng em thì mới đi học xong thì thôi học. Thì đi làm bốc vác chợ Đồng Xuân á. Lúc đó thì gia đình em sao? Về sau thì em có nói thì với mẹ em thì lúc đó là gần đẻ. Lúc đó là gần sinh rồi. Thì chỉ có mẹ em nói là sinh xong làm đám cưới. Nhưng sinh xong rồi đợi con nó lớn lớn đã thì làm. Nó chưa có lớn làm đi nữa. Có nghĩa là bây giờ em hai đứa rồi. Bây giờ hai đứa mà cái đứa lớn thì được mấy tuổi? Được hơn 3 tuổi. Đứa nhỏ thì được hơn 1 tuổi. Hơn 1 tuổi. Hai em cho tới giờ vẫn chưa đám cưới. Chưa đăng ký kết hôn. Đến chương trình đây là lần đầu tiên em được mặc váy cưới luôn. Và đó nhiều khi đó cũng là một cái lý do mà để em tham gia chương trình đúng không? Thôi thì bây giờ trước khi các em đám cưới thì bây giờ anh xin thay mặt chương trình sẽ tặng cho em một món quà. Một bộ ảnh cưới chụp ở tại sân khấu Vợ Chồng Son. Cảm ơn chương trình ạ. Sau khi cưới về thì đã có hai mặt con rồi. Ủa chú quên. Ủa mà đâu cưới đâu đúng không? Là đăng ký hôn thú thôi. Có nghĩa là tụi em đã ở với nhau là bao lâu rồi? Cũng được 4 năm rồi đó. 4 năm. Vâng. Vậy chồng em có tật xấu gì không? Nhiều lắm anh. Có cái tật là cứ có cái đầu gì mới là rất là xí sớm. Xí sớm là sao? Ví dụ như là đợt đó là rộ lên cái mốt mà chổi lau nhà 360 độ đó anh. Em cũng mua một cái về xong à. Ông ấy trong lau nhà hẳn lên. Cảm tưởng như kiểu chỉ có một hạt bụi rơi xuống đất cái là chạy ra. Như kiểu siêu nhân đấy.
Giờ về sau á có nhờ bà mọi môn chứ chắc là lâu đâu. Nghĩa là đam mê cũ lạ. Cảm ơn đam mê cũ lạ. Đó, cả thèm chóng chán á, ở dưới sến á. Ừ. Cái này thì hai vợ chồng cùng mắc là có đồ chơi, có thứ gì của con á. Ví dụ như là mua bộ xếp hình chẳng hạn, bố mẹ giặt thì hai thằng con ra bên. Bố mẹ tự lắp lấy. Hai chồng em hả? Dành đồ chơi của con. Trời ơi, dành đồ chơi của con nhỏ. Xếp thành tòa lâu đài rồi, xong tụi nó lao ra, tụi nó phá. Xong bắt chưa úp mặt vào tường. Để bố mẹ chơi xếp hình. Trời, bây giờ tôi không biết là nhà đó có người lớn không hay là nhà nó bận đó. Bố em bảo là bốn đứa trẻ con, bốn đứa học mẫu giáo. Nghĩa là bây giờ tụi em đang ở bên gia đình vợ. Không, bọn em thì ở riêng là... nhưng mà bố vợ cũng ra ở cùng để ông giúp em đỡ trong công việc với trong gia đình chồng cháu này. Tức có nghĩa là trước đây thì hai bên gia đình là không đồng ý. Bây giờ thì là xui xui rồi. Thì là xui rồi đúng không? Vâng, đến chương trình này là cũng chia chắc xong ông nội ông ngoại một đứa, bà nội đứa. Chắc xong rồi hả? Chắc xong là gửi xong rồi đó. Hay là bố coi mẹ đi chơi tiếp thôi. Anh chị lần này đi là coi như là tuần trăng mật đấy. Vâng. Đấy, trăng mật xong rồi về lại phát thứ ba. Chưa kịp cưới là đứa thứ ba. Em muốn gì không? À, không, đến lượt em nói xấu rồi nhỉ. À, tới em đi coi. Đấy, đến nói xấu rồi. Dành luôn. Dạ. Em phải ngồi em hiên ngang luôn nha. Vợ như em lại thì... không được nhìn xuống dưới, phải nhìn lên chút xíu chứ. Em dưới, chắc là em sợ bị vợ đánh đúng không? Vợ em thì thuộc là dạng vợ yêu tinh ấy. Lưu trong điện thoại vậy luôn. Tôi yêu tinh ở chỗ là hồi xưa bọn em còn trẻ, còn cãi nhau nhiều ấy. Cãi là đánh nhau ấy, mà đánh nhau ví dụ như là ở đây đúng không? Bình thường đánh nhau, em mà tát với cái nguyên cái bàn này vào đầu em này, không xong đến ghế này, bốn cái ghế này bay theo. Ôi ôi trời ơi, đấy là trường Hồng Kông á. Vâng, tôi ấy không nhịn em đâu. Hèn gì là gọi là yêu tinh. Xong rồi là cãi nhau hồi đầu thì em cũng cậy ông ra trưởng kiểu thôi cô cút về nhà cô đây, cút đi. Xong là cô ấy cũng thôi lúc đấy đâu thế thì thôi cô nhịn, cũng không biết nói gì. Xong là được 2-3 lần sau thì cô đuổi, thôi anh cút đi, anh là đứa con trai, anh cút đi. Mình cũng nghĩ mình đàn ông con trai đi đâu chả được, là em tức em cũng đi. Cô ấy đi nhá, cho em là hôm thì đi bằng túi bóng đen này, bực quần áo ấy, hôm thì bao tải dứa này, hôm nhục nhất là túi cá bông cò, cho quần áo ở đấy. Cái hôm mà em ra quán nét xong thằng trong quán nét đêm nó nhìn thấy em nó chán quá, bảo anh lại bị đuổi à? Mà sao anh bị đuổi nhiều ấy, mà anh làm em sợ xong không lấy vợ đấy. Em chia tài sản cho 20.000, 50.000. Rồi mỗi lần đi cho 20.000 với 50.000 thôi. Ra ngồi quán nét này hết đêm là về. Có hôm một tuyên bố to lắm, bảo là hôm nay tôi mà đi á, tôi về tôi làm chó cho cô luôn ấy. Kiểu đấy. Thế là hôm sáng sau về thật. Nhưng mà đúng là thiếu nước à, vợ em thấy thì cũng... Nói chung em không nói gì đâu rồi. Em chỉ bảo là đứa nào hôm qua nhận làm con dí thôi. Rồi quả đấy chỉ vừa tức vừa ức rồi thôi. Em làm em cắn em phát rồi mà, chó nó biết cắn đấy. Rồi sao nữa, có gì xong rồi nữa? Vợ em hay đọc báo mà bị ảnh hưởng lắm, toàn đọc những cái tin nào hot hot kiểu như là chồng cắm sừng vợ rồi là các kiểu bồ bịch các kiểu lăng nhăng với ông chồng ấy. Xong rồi cứ đêm mà đang ngủ ấy, tầm cỡ 1-2 giờ sáng mà em ăn vả bình thường, đang đêm ngủ vậy bốp 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 anh đồ sở thanh khốn nạn các kiểu ngủ hết không ăn vả đâu. Tôi chọc lên gối rồi bắt đầu cào cấu. Coi như em bị mộng mị đấy phải không? Đọc báo xong rồi nhưng nói chung là giấc mơ xong dậy tức lắm. Nhìn nó nằm bên cạnh ngáy o, trong khi mình mồ hôi ra đầm đìa, cơn ác mộng thế. Đánh. Mơ em cặp bồ ấy, luôn. Kiểu ấy đấy. Xong là cái thằng trong mơ thì sướng mà cái thằng ngoài đời em mới khổ thôi. Vợ em mà hôm mà xem cái lần theo dấu vết với lại là đọc báo hình sự ấy. Xong là nửa đêm gọi dậy bảo anh à, chồng có thể không có nhưng mà chó phải mua một con. Sao lại được. Em thấy nhá, sau này anh mà đi cặp bồ cặp bịch nhá, em nuôi con chó nhá, đánh hơi nhá, anh đi với con nào, ngủ ở đâu, nhà nó thế nào, em biết được hết. Ôi lần đấy em bái phục vợ em lắm, bảo cao kiến. Sư tổ của ghen luôn. Rồi vậy giờ sao, vậy giờ có gì muốn thay đổi với nhau không? Chắc không quá đúng không, cứ vậy đi hả? Bây giờ cho em nói trước đó. Em chỉ muốn ông ấy chăm lên thôi, bởi vì nhờ vả cái gì ấy là
y rằng khó lắm. Đợt đang ngồi nói chuyện này líu la líu lô luôn. Thế là em bảo anh ơi con nó ị kìa. Xong rồi quay ra ấy, chồng mình nhắm mắt này thở không ra thở mạnh. Không thở mạnh luôn. Đến lúc anh ơi con ị kìa. Ấy anh buồn ngủ lắm em rồi. Rồi em thay tã các thứ xong cái đã thấy ngồi ngay ngắn này, bật máy tính lên. Người ta trốn tránh trách nhiệm. Trốn tránh trách nhiệm. Đến chương trình mà mỗi lần vậy là có dạ. Có xử không? Nói chung là em có nhiều cách để xử lắm. Em không biết các bà vợ khác như có chồng đi chơi game như thế nào. Nhưng mà nhà em thì anh được chơi điện tử thì cũng phải mất cái gì đấy. Cô ấy bắt em làm nhiều lắm. Ví dụ nhá, rửa bát này, giặt quần áo này, rồi bắt đầu quét nhà các kiểu ấy. Rồi xong mới được chơi một xong cái mới được game chơi. Đâu, vừa chơi vừa phải ru con ngủ này, đẩy võng cho con này. Đấy, xong là ông ấy buộc cái dây vào võng cái xong là vừa chơi vừa... Buộc cái dây vào chân nữa, xong là vừa chơi vào chân đây nữa, này. Xong là vừa chơi vừa... Trời ơi, dữ quá. Sang sẩy. Này nói nghe nè, ở nhà thì ai là người nắm nguồn kinh tế? Chắc là làm nhiêu tiền là đưa cho vợ hết. Nói chung là bọn em là kinh doanh, bọn em cùng làm chung, cùng mở chung tất cả. Không phải đâu, nói chung là mặc dù em nắm tiền đấy nhưng mà tiền trong túi em hay bị đó lại là nhiều khi có những khoản mà nó lọt ra ngoài ví của mình mà mình không biết á. Có nghĩa là ngày xưa thì sau cái thời gian mà chồng em làm bốc vác ấy thì bọn em có mở ra bán gọi là sạp ở chợ đêm á. Thì hai đứa đi bán nhau thì cũng có hôm nào ông này đi bán về thì đưa bao nhiêu thì biết bấy nhiêu thôi. Ông này thì ông ham điện tử, đợt đấy là chưa có máy ở nhà đâu. Ông này ông hay giấu tiền lắm, giấu lung ta lung tung luôn. Em nói chị nhá, ví dụ như là cái bình nước 20 lít này đang uống rồi nè, ông ấy giấu ở dưới cái bình 20 lít đó. Đã đúng không, em hết nước mà em nhấc cái bình lên em xót nước ra uống, cái nhấc lên nhìn thấy tiền mà trời mất kinh gian. Em không nói gì hết. Tiền đi thôi. Đấy, có mấy chục thôi nhưng mà em đi tìm cả buổi nhà thấy bực thế không biết mình giấu ở đâu. Đó. Sau đó là ông ấy lại tìm cách giấu ở chỗ khác nữa. Là ông ấy xung phong là gấp quần áo, gấp quần áo nhiều, gấp quần áo nhiều sinh nghi bình thường làm gì. Nhờ bà còn mỏi mồm lấy đâu gấp quần áo hộ mình vậy. Thế là mùa đông thì giấu quần áo mùa hè giấu quần áo mùa đông. Vậy đó, thì em lục luôn. Xong có hôm thì ông nhét dưới gối. Đúng hôm đấy thằng cu chớ ra, vậy là moi hết tất cả gối ra. Đi giặt. Thấy tiền trong đó. Lại im im cứ nói gì hết. Lại cất đi. Đúng túi bà. Về cứ thấy lúc nào cũng trong tình trạng giống như kiểu là cun cun đi đánh hơi đánh hơi. Không dám hỏi. Về vẫn im bặt luôn. Bây giờ thì em có biết là vợ em lấy mấy cái tiền đó không? Không, em hồi xưa rồi xong cô ấy thấy em tìm một thời gian này thấy mất công quá cũng nói mà cũng kể thì em cũng biết rồi, biết rồi, xấu hổ và rút kinh nghiệm giống khác kín hơn thôi. Bây giờ kín hơn đúng không? Giấu chỗ khác kín hơn thôi. Bây giờ giấu chỗ nào kín thì nói anh nghe đi. Thôi. Rồi bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì nữa? Em thấy cái tật si sơn á nó nặng lắm. Mua cho đôi giày mà nửa đêm à, mốt hai mốt cởi trần mà còn đùi đi giày mới. Nên là em không muốn chồng em si sơn không? Không. Hay là vẫn thích? Nói chung là si sơn thì cũng làm gì đâu, em cũng tiền mà. Đó, bây giờ em muốn chồng thay đổi cái gì? Thực ra trước cái chương trình này xảy ra thì bởi vì nhà em cũng nó trải qua một chút sóng gió, là lúc bọn em cũng đang làm ăn được á thì không quản lý được thì cũng thua lỗ, thì cũng đã thấy ông ấy là cũng bớt chơi game đi rồi. Lúc đó thì em cũng nghĩ là đăng ký chương trình là để cho chồng mình bớt chơi game, nhưng thực sự là sau cái khoảng thời gian mà kinh tế gia đình nó gặp chuyện á thì là cũng thấy ông ấy thay đổi rất là nhiều, giúp đỡ vợ con rồi. Nói chung là cũng nói là sái ca ngôn tình á, phấn đấu trở thành một sái ca rồi đó. Nhưng mà đến bây giờ, đến hôm nay tham dự chương trình là em nghĩ là hai vợ chồng đến đây là chia sẻ và em được mặc áo cô dâu.